Trọng thể xuống chưa, Quay quay là không ai biết mình là ai. từ từ thôi, ok chọc đi. Chọc đâu thêm này còn dễ. sông là nó sống dặn rồi. dặn dễ xạo mà thế thì Thế bỏ sao mà người ta bay lên ha, sao lại nặng lại dễ thế. Sông xong nó giống đây. đây, quay đây, chị nhìn bên này này. Giống trên mạng chưa? Nhiều bố mẹ vẫn còn bảo là đến hết rồi thì nó hết. Ôi, ôi thế thì lúc đấy luôn. Ô, có cái gì đâu, thịt gà có cái rồi, ăn tí lấu mì, lấu miến là xong mà. Xong là một phần thôi chị ạ. Bác đang buồn thì một mình bác. Nguyên Ừ, đấy cháu chỉ chuyên gia thôi. Kệ. Kiểu gì tí cô mời cô chả gọi bác Kiên. ăn hay không ăn cũng vẫn gọi. Vì cái lỗ kìa. Alo ba. Mai, mà vẫn như trên mạng luôn không? Mai miền này. Đâu mấy ngày chị ạ? Mai Đâu miền mấy ơi. ngày? Tuấn đâu không? Thốn. Đâu rồi? Chắc là những ngày là đâu rồi. Thốn. Cần chưa Nhân của cần bạn. chọc kim. Nhân của bạn ấy dễ kinh, nhẹ cái đã ra. Có giờ lặng bao giờ đâu. Nặn này cổ như là nó mất vệ sinh ấy chị, nó còn nhân nhiều hơn ấy. Chẳng bao giờ lặng mà chứ cái này thì ta làm được chứ mình tay mình nặng vào nó cắn lên. Vậy biết chỗ rồi á, thế nào cứ bao nhiêu ngày thì đi nặng chính của nặng còn lên tự lên hay là chủ nhật thì ở nhà nữa. lớp bao nhiêu ạ? Ủa Ủa chị bạn tự đi đấy, được chị sợ gì? sao mà chị sợ bạn ấy lười thôi. Có lười không hả Có Cún? Cún à? Chúc sắc nghiệp của mình em sẽ phải lười. không thế làm gì có gái yêu. Ngay đâu nó vào xì cái điện kinh thoại này to ra đúng không, phải to ra như là kiểu mà ngô ấy dùng cái. Đi bên ngoài chị nhìn cái khác gì hạt gạo. Ai đâu quá đau đâu mày. Chặt rồi. Xong thế vẫn chặt à? Đau quá. thường Chịu tốt. Bọn này nó chịu được rồi chứ.
cái đấy thôi. Sau để dành à? Không phải, đậu vào nó sẽ đau. Và khi đau là nó sẽ đau rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm. Đúng, sắp đầu. 5 phút nữa chị ạ. Em quay xong cái mặt này. Thế lại hấp dẫn quá rồi chị. Lại không muốn về nữa. Nhìn ra trông ấy. Điều cứ người ta có quay lên mãi cứ bỏ nó lên. Quay phép gì. Thế chị thấy kinh chưa? Có những người mặt rỗ là do để như này lâu ấy chị. May mà chị đến kịp thời. Nó bảo là từ 2-3 ngày rồi cũng mai mẹ nghỉ làm thì mẹ vẫn đi. Nó không có một mình. À. Thế ai mách đấy ạ? Ừ. Quê rồi, bắn đâu ấy? Cổ chị. Gì? Cổ áo ấy. Ơi tóc chị ơi. Em nhìn thấy rồi. Chị hôm nay cũng bẩn thật, bắn chân cá đây vào áo. Hey. Rồi. Tí bắn cho một cái. Em có phải ở trên mạng không? Đấy, chứ không để bít tắc này cái gì dùng cho nó hết được, không lấy ra làm sao mà hết được. Vâng. Nào nó viêm thì nó như những cái đỏ ấy chị. Như cả pháo hoa. Mai làm yên đi. Khóc à? Đau khóc. Thế để cái mặt này nó hỏng hết. Bà quá là quan tâm luôn ấy. Bà để yên cháu ấy. Con cái đứa nọ chị. Không chọc đâu. Hiu. Hôm nay còn dễ.
Rồi. Sao mà người ta bay lên ha, sao lại nặng lại dễ thế, sông cho nó giống đây. Ê, quay đây, chị nhìn bên này này. Giống trên mạng chưa? Nhiều bố mẹ vẫn còn bảo là đến hết rồi thì thì nó hết. Ôi dồi, thế thì lúc đấy luôn. Ô có cái gì đâu, thịt gà có cái rồi, ăn tí lấu mì lấu miến là xong mà. Xong là một phần thôi chị ạ. Bác đang buồn mình một mình. Huyền. Đấy, cháu chỉ truyền đạt thôi. Kệ. Kiểu gì tí cô mời cô chả gọi bác Kiên. Ăn hay không ăn cũng vẫn gọi. Cái lỗ kìa. Mai. Mai. Tuấn như trên mạng luôn không? Mai miền ơi. Đâu Mai miền ơi. Tuấn đâu không? Thốn. Đâu rồi? Chắc là như này là đau rồi. Nhân của, nhân của bạn ấy dễ kinh. Nhẹ cái đã ra. Có gió lặn có gió đâu. Nặn này cổ như là nó mất vệ sinh ấy chị. Nó còn nhân nhiều hơn ấy. Chẳng có gió nặn quá. Chứ chân này thì ta lặn được chứ mình. Tay mình nặn quá nó cắn lên. Vậy biết chỗ rồi ạ. Lúc nào bao nhiêu ngày thì đi nặn chị ngủ nặn. Còn. Nên. Tự nên. Hay là chủ nhật thì ở nhà. Lớp bao nhiêu ạ? Ủa chị bạn tự đi được rồi. Sao mà? Chị sợ bạn ấy lười thôi. Có lười không hả Cún? Có. Cún à? Chắc sắc nghiệp của mình em sẽ phải lười. Không thế làm gì có gái yêu. Không ai đâu. Nó bảo chị kinh đấy. Tao có ra đúng không? Phải tao anh như là kiểu mặt ngô ấy. Đi bên ngoài chị nhìn cái khác gì hạt gạo. Ai đâu quá. Cái của cô đau đâu mà. Chặt rồi. Xong thế vẫn chặt cả. Đau quá. Thường. Chịu tốt. Bọn này nó chịu được rồi chứ. Cái đấy thôi. Sau. Để dành à? Không phải. Động vào nó sẽ đau. Là khi đau là nó sẽ đau rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm. Đúng, sắp đầu. 5 phút nữa chị ạ. Em quay xong cái mặt này.
Thế lại hấp dẫn quá rồi chị. Lại không muốn về nữa à? Nhìn ra trông ấy thì đều cứ người ta có quay bên phải, cứ bỏ nó lên, quay hết gì. Thế chị thấy kinh chưa? Có những người mặt dỗ là do để như này lâu ấy chị. May mà chị đến kịp thời. Bảo là từ 2-3 ngày rồi, cũng mai mẹ nghỉ làm thì mẹ vẫn đi, nó không có đi một mình. Thế ai mách đấy ạ? Ừ. Quê rồi, bắn đâu ấy? Cổ chị. Cổ áo ấy. Ơi tóc chị ơi. Em nhìn thấy rồi. Chị hôm nay cũng bẩn thật, bắn chân cá đây vào áo. Hey. Rồi. Thì bắn cho một cái. Em có phải ở trên mạng không? Đấy, chứ không. Để bít tắc này, cái gì dùng cho nó hết được. Không lấy ra làm sao mà hết được. Vâng. Nào nó viêm thì nó như những cái đỏ ấy chị. Như cả pháo hoa. Mai làm yên đi. Khóc à? Đau khóc. Thế để cái mặt này nó hỏng nhất. Bà quá là quan tâm luôn ấy. Bà để yên cháu ấy. Con cái đứa nọ chị. Thế chị có nói là chị thứ mấy hả chị? Nhà chị là bốn chị em gái à? Thế chị là cả à? Được rồi chị. Sinh năm bao nhiêu rồi chị? 97. Ừ. Tối. Nhà cô nhẹ nhà. Thank you.
giờ mẹ? Mấy giờ? Vâng. Thôi, rồi rồi. Đi ăn cơm khác. Em được đi ăn cơm khách à? Em, bố mẹ em. Ăn hậu bố em à? Cứ được gọi là đi. Lại mai mối cho anh nào? Em chẳng biết rồi. Thế cái anh người yêu cho bố mẹ biết chưa? Biết thì không thể yêu. Thế thằng đấy như thế nào? Thằng đấy làm nghề gì? Nó bằng tuổi em mà, nó đi học. Nó học ở đâu, nhà đâu? Nhà nó quen được thằng xa, à ngày xưa xuống đấy. Chơi cùng nó. Con ở đây yêu sao biết hai đứa con học. Họ ở xa đấy thì như họ cũng còn đây. Nó hẳn cái gì? Bánh mì. Chục cái bánh mì. Thế con bé kia không kịp ở lại ăn.
cộng. Thì phải mua đồng nào ấy. Phải mua đồng. Ở cạnh đâu? Đây rồi. Kinh chưa? Đặt cố gắng tí nhá. Chắc có chỗ khu vực này. Mấy phút rồi? Ừ. Bị ngáo à? Đấy, quay mấy 5 phút. Không. Đây, bây giờ quay cái này. Quay này đẹp đẹp rồi. Quay một hàng dài. Em thử cái này quay 15 phút. Mấy phút rồi? Dít lại ở giữa, đoạn giữ nhiều nhiều đó. Đó, chỗ này đó, chỗ này, chỗ này. Chết luôn á, không đỏ luôn á, tụi tụi. Tình chết. Xí nữa ta ra bán lẹ rồi đó.
بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة أكل ماما هنقدم لكم النهاردة طريقة عمل الورق العنب المحشي. الأول هنعمل الخلطة بتاعته. هنحط الزيت حسب الكمية اللي انت هتعمليه. الكمية اللي انا هعملها دي مقدار كيلو ورق عنب. هنبتدي بقى نحط بصل. على فكرة يا جماعة ورق العنب بيحب قوي ان الخلطة بتاعته تبقى زيادة والرز بيبقى قليل، يعني بصل كتير طماطم كتير خضرة كتير وبصل قليل. وبعدين نخلي بالنا ان البصل يتبقى متقطع مكعبات صغيرة، وبعد كده اول ما يتدبل هنحط عليه طماطم معصورة، بس يفضل انها تكون متقطعة مكعبات او مبشورة تبقى يعني واضحة في الورق العنب بالزيت. فانا هعملها هعصرها في الخلاط نص عصرة علشان ايه تديني اللون والجمال، لان الورق العنب غامق فبيحب الطماطم يكون فيها واضحة وباينة. بعد ما اخلص التتبيل ده هنحط الطماطم واوريكم ازاي. زي ما انتم شايفين البصلة ابتدت تخش في اللون الجلدي. في اللحظة دي هي ما اتحمرتش قوي، بس في اللحظة دي هننزل عليها بعصير الطماطم اللي معصور مش قوي. حتى انتم ملاحظين لو الكاميرا قربت شوية هتلاقي فيها قطع صغيرة، يعني هو شبه مبشور. اولا الكمية اللي انا هعملها شفشق واحد مش هيكفيها. اللي هتعمل نص كيلو تعمل شفشق واحد من الطماطم، اللي هتعمل كيلو تعمل شفشقين، والبصل يبقى مناسب حسب ما ايه ما نقول. بعد كده انا هكمل عليها الشفشق الثاني، بس قبل ما احط الشفشق الثاني هحط لكم البهارات اللي المفروض بتتحط. اولا فلفل اسود والملح، دي الحاجه الاصليه لكل اي طبيخ، وبالنسبه للملح والفلفل حسب الرغبه. هنبتدي بقى هنحط الكزبره الناشفه. على فكره المحشيات عامه الروائح اللي بتطلع منها دي معظمها من الكزبره. هنبتدي بعد كده نحط شطه حسب الرغبه، بس لازم من الشطه عشان تديها تيست حلو وطعم حلو. وهنحط برده كمون. انا بقى الموضوع دوت هقلبه وهسيبهم يتسبكوا مع بعض، بس انا هحط شفشق طماطم تاني عليها علشان الكمية بتاعتي، وهسيبها هغطيها واسيبها على نار هادية تتسبك، وبعد كده هنكمل بقية الخلط. اديني اضفت الشفشق التاني، وزي ما انتم شايفين يعني شبه مبشورة فيها قطع، شايفة فيها قطع. هو المحشي ورق العنب بيحب كده غير بقية المحشيات، لان بقيه المحشيات الطماطم بتبان فيها، لكن الورق عنب عشان غامق ما بيبانش. وعامه المحشيات كلها بتحب دايما الطماطم بتبقى كتير او العصير بيبقى كتير، اما الورق العنب بيبقى قذر. وكمان يمكن لو الطماطم بعد ما تتصلصل لقيتها لونها يعني فاتح شويه ممكن اضيف ليها معلقه صلصه، معجون صلصه. لقيتها لونها حلو معقول بنكتفي بهذا القدر. وهنقفل وهوريكم بعد كده بقى ساعه ما نضيف بقيه الاضافات بتاعتها. بعد ما وصلنا للمرحله دي زي ما انتم شايفين القوطه اتصلصلت اهي وابتدت تفصل الزيوت عنها، يبقى في المرحله دي يبقى خلاص نضيف بقى الرز. وبعدين ما نخليهاش بقى تتصلصل لغايه لما تتحرق او تبان انها شايطه من تحت، لا لازم تخلي بالك منها كويس قوي، وخصوصا الصلصه بتاعه المحشيات ممكن تشد بسرعه. هنحط الرز في المرحله دي ونطفي عليها ونسيبها. الرز هيتشرب من الطماطم وساعه الحشو وتيجي بقى تحشيه ما يبقاش فيه بقى واحده مستويه وواحده لسه ما مستوتش، لا في الحاله دي بيبقى كله مستوي. في ناس كتير بيشتكوا بيقولوا ان لما بنعمل المحشي بنبص نلاقي في وحدات بتبقى مستويه وفي وحدات ما بتبقاش مستويه، ايه الحل؟ الحل يا جماعه في ان انتوا تحطوا الرز في المرحله دي وتسيبوه لغايه ما يبرد، على ما تعملي الخضره وتقطعيها تكون هو اتشرب من الطماطم وبقى تقريبا يعني ربع سوا. هنحط الرز دلوقتي. بعد ما حطينا الرز هنبتدي بقى نقلبه كله ونطفي النار الاول ونسيبه بقى
يتشرب منه على ما نعمل الخضرة ونحطها عليه. شايفين دول؟ دي العيدان اللي احنا سلقناها مع الورق العنب. يا جماعة هسيب لكم اللينك بتاع سلق ورق العنب وكيفية حفظه. انا هعمل ورق عنب من اللي انا حافظاه معاكم. وكان في سؤال بيقولوا لي ليه بتحتفظي بالعيدان، فانا بقول لكم اهو بحتفظ بالعيدان عشان احطها في قاع الحله علشان منها تدي مزازه وفي نفس الوقت تحمي ورق العنب من انه ايه يتلسع شويه. اما بالنسبه للخلطه فاحنا حطينا الخضره بتاعته وهنبتدي بقى نقلبها وهوريكم بعد ما نقلب هنحشي ازاي. زي ما انتم شايفين هنبتدي بقى نحشي ورق العنب. اولا الناحية اللي هي الناعمة واللي بتلمع خليها من تحت، والناحية الخشنة خليها من فوق. هنبتدي بقى نحط فيها شوية رز. على فكرة يا جماعة انا بحب الرز فيها يبقى قليل، والباقي الحشو بيخلي الورق جوه عشان يدي المزازة والطعم الحلو. اولا هنتني دي كده ونتني دي كده ونتني دي كده ونروح نكملين لف. هعمل واحدة تاني معي. الناحية الناعمة واللي بتلمع هي اللي بنخليها على الايد، وبعدين الناحية الخشنة تخليها من فوق، ونروح حاطين الرز في الوسط بالشكل ده، ونروح تانيين كده وتانيين كده اهي، ونروح جايين من الناحية دي كده ومن الناحية دي كده، ونفضل بقى نلفها للاخر اهي. شايفين يا جماعة؟ زي الفل ومتماسكة ومفيش رزايه بره. دلوقتي خلصنا الحشو، هنبتدي بقى نحط طبق بالمقلوب كده، وبعدين نبتدي نسقيه الشوربه بتاعتنا. انا عاملاها على شوربه فراخ زي ما انتم شايفين كده. حطينا الشوربه يعني حوالي بتغطي اهو زي ما انتم شايفين كده. انا هشيل الطبق اوريكم. الشوربه تقريبا بتغطي ورق العنب. وبعدين ايه بقى موضوع الطبق ده يا جماعة؟ الطبق ده بيتحط علشان يعمل تقيل على الورق العنب ويبقى كله بسوى واحد، لان بتبص تلاقيه جزئية اترفعت وجزئية ما اترفعتش، فبتلاقي الجزئية اللي اترفعت لسه ما استوتش ودي استوت، فبيبقى فيه تفاوت في السوى. لكن دي بتعمل توزيع للسوى كله كامل زي بعضه، والكل بيشرب من الايه الشوربه. هنولع عليه لغايه لما يغلي، وبعدين ننقله على شياطه وهوريكم بقى بعد ما يستوي هنعمل ايه. كده زي ما انتم شايفين المحشي استوى والحمد لله، وشوف محتفظ كل واحد بوحدته. بصوا بقى يا جماعه، اللي عايزه تقدمه في اطباق عاديه ماشي اوكي، تاخد واحده واحده وتحطها في الاطباق اللي هي عايزاه، لكن بقى ممكن تقلبيه على سيرفيس كبير، وبعد ما تقلبيه تبقي تشيلي العيدان بتاعته، فحسب ما انت عايزه وحسب رغبتك. بس وانت بتقلبيه خلي بالك كويس قوي من القلب. بعد ما استوى ورق العنب خلاص نبتدي بقى نقلبه زي ما قلت لكم على سيرفيس كبير. هيتقلب بالعيدان اللي انتم شايفينها دي. هنبتدي بقى نشيل العيدان ونجرنشه، هوريكم بعد كده ازاي. زي ما انتم شايفين بقى انتهينا من شيل العيدان وتنظيف العيدان منه. وزي ما انتم شايفين كده الورق العنب ما فيهوش اي رزايه طالعه بره ولا اي حاجه، يعني ممكن في حاجات بسيطه كده اهو، بس دي بتبقى ايه الورقه نفسها اتشالت اتجرحت، لكن هو زي ما انتم شايفين مظبوط بلفته مفيش اي حاجه بره. على فكره انا عملت جنبيه برده محشي فلفل وحطيت دي جرنش او تزيين. اللي ما تكونش عامله بقى الفلفل ده ممكن تحط طماطمايه خيارايه، شويه بقدونس، ممكن احنا كمان نحط شويه بقدونس، ايه المانع يعني؟ ايه رايكم؟ كده انتهينا من عمايل ورق العنب، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.